Không biết từ khi nào, đường Lương Nhữ Học, quận 5, đoạn tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo, được người dân gọi bằng cái tên quen thuộc, phố Lồng Đèn. Chỉ biết rằng mỗi mùa trung thu đến, cả con phố ngập tràn trong màu sắc rực rỡ của những chiếc lồng đèn. Muốn tìm mua mẫu lồng đèn nào mới nhất, đến đây chắc chắn sẽ tìm thấy. Trước trung thu 2 tháng là mọi người đã dọn hàng ra bán rồi đó, bán từ từ vậy đó. Tại vì này mình có mấy cái mối đi tỉnh, mấy tỉnh rồi đó. Miền Bắc, miền Tây, rồi miền Trung đồ kia cũng đặt hàng đây hết. Là chủ yếu là mình dọn ra để mình bỏ mối tỉnh để bán sỉ á. Rồi xong rồi á, còn là khoảng chừng 1 tháng nữa là bắt đầu mình bán đây cho người dân tiêu dùng ở đây. Chú có bán khoảng 20 mấy năm rồi. Nếu mà bán thì lấy mấy hàng thường thường về bán nó rẻ, có 20-30 ngàn à. Còn mình làm thì mình cái mấy trăm ngàn luôn. Cái này là em đầu hồi nhỏ lớn lên là đi đam mê cái lồng đèn truyền thống lắm. Muốn nó lớn lên mình ước mơ gì thì mình làm được lồng đèn thì ước mơ thành công luôn. Tôi đam mê mới làm được. Tôi suy nghĩ ra cái gì được là tôi làm được hết. Cái lồng đèn lớn là tôi làm từ 2 ngày đến 3 ngày. Tại vì cái công phu của nó là chuốt, rồi chẻ, rồi đắn đo, đo thước, tất đàng hoàng gì đó rồi mới sau đầu sẽ gáp lại. Thị trường nó đa gì là mình theo cái đó. Đa phần đây là chị bán hàng Việt Nam là nhiều. Một ngày bán cũng cả 100 mấy cái lẻ. Còn sỉ là không có tính, sỉ là nhiều lắm. Chỉ một đoạn phố ngắn khoảng 300 mét, nhưng phố Lồng Đèn có đến hơn 150 hộ kinh doanh mặt hàng này. Hoạt động cao điểm trong khoảng 2 tháng trước trung thu, phố Lồng Đèn không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi thu hút đông đảo người dân đến thăm thú. Đông vui lắm, bắt đầu là chiều là 5 giờ là phụ huynh rồi đi làm, rồi khi về cái em bé đi học về ha, thì họ ghé họ mua xong rồi chắc về cũng có một số về là nhà sửa soạn cơm nước xong rồi là bắt đầu 7 giờ là người ta đi ra đông lắm, đi mà có khi họ phải chặn xe công an phường rồi kia đó, dân quân rồi đó, ta chặn xe cho đi bộ vô, không mà đi bộ là chỉ nhích từ từ đi không. Buổi tối đây vui lắm, nhà đông đảo mà bán thì không có được nhiều buổi tối. Chỉ đa số là đi chụp hình đó, rồi đi chơi, đi xem thôi. Ban ngày là quan trọng là chỉ bán ban ngày thôi. Tôi mong mọi người là đặt là lồng đèn nhiều, bán nhiều. Mình cũng mong muốn là bán ra đẩy cho hết cái hàng tồn lẫn sang năm mình bán hàng mới. Chị bán sao cho nó hết kịp cái mùa trung thu thôi chứ cũng không mong muốn gì. Chị lúc nào chị cũng mong bán hết. Hôm nay 15 tháng.